Nam Mô A Di Đà Phật, khởi đủ duyên lành bằng cái tình cảm yêu thương. Nay có cái duyên của cô Lê Ngọc Lan bên Mỹ thì con lại trở lại với hoàn cảnh gia đình của ông bà, cho tặng cho ông bà 500.000, có cái số tiền để ông bà trang trải cuộc sống qua ngày, mua ít gạo ăn. Cảm tạ chi ân tấm lòng bao la cao cả của gia đình cô Lê Ngọc Lan bên Mỹ rất là nhiều. Cầu chúc cho gia đình cô Lê Ngọc Lan bên Mỹ nhiều bình an, nhiều sức khỏe, làm ăn có lộc có tài, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống này. Cầu chúc cho gia đình cô Lê Ngọc Lan bên Mỹ sở nguyện tùy tâm, sở cầu như ý, đời đời sống trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Xin Đức Phật A Di Đà Tát đại chứng minh cho tặng cho hoàn cảnh ông bà 500.000, có tiền để bà mua gạo bà ăn. Nam Mô A Di Đà Phật. Ông bà ơi, ông bà cùng con ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.